everyone, I would like to share how to make vegetable broth canning. So, so today, bà con của con ngày này khi dùng bà hai, thưa tức bà lại dưỡng bà con. So, if you have vegetable that you don't use, so you can do as a vegetable canning broth. So I'm gonna show you step by step. It's very easy. You don't have to throw your vegetable away. And also, bà con cũng chẳng chuẩn bị tha. Bà sao miền bà con miền à, bà lại trả nó công của bạn chào vì khi nhom đông bằng riêng bà con bị thua à, tức bà lại dừng, okay? So here the vegetable I'm going to use for my vegetable broth. So chuẩn bị tấm rắn, onion, 4, 5, 6, probably 6. Onions for more đông dưỡng á bông bông à tâm rắn dưỡng. And this one is a broccoli, the hard part that I don't want to use, so now I keep it for my vegetable broth to do broth. And đây à mơm cha cha à spay cá spay kêu dưỡng á bông bông dưỡng công cụ bắt trâu tục việt tới dưỡng ạch vừa thơ tực cặp lại dưỡng bàn. So here's salad. I use like a few of bunches of it, of them, for my broth. And apple, so this apple kind of a little bit, you know, old, but don't waste it. You don't throw it away. You can use as you can your vegetable broth. So here, apples. So salad, lettuce, and bell pepper, and celery stalks. So here, so let's see, I'm going to show you step by step. So when you do canning, you need a big pot, depend how big you do. So depend how small amount you do, small or big amount you do. Bong bong chung 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 chúng ta thông chân mùi máu rồi có tự tạm mà lại bằng ôn tự trả nó chúng ta nhận ảnh trả tự tạm nâng. So here's the water, I boil the water like this. We need a lot of water when we do vegetable broth. So I'm not sure how much it is this one, but you can use as much you can according to your pot. So dân prái dân smart tức tới bông bốn dân lạnh tức dân phân ná không à tức lại dân nứng dân đã tử hay nhung đã hai chỉ khoa mà chả ám mạnh phấn nhá bông bốn sau dân nhung đam tức ở việc phun chân tử. I'm using sea salt 1/3 cup and put it in the water. Nhọc đã mùi phía bay phê nhé bác con đạm vào chỗ nóng tực dần chăng máu. Then we take our vegetable lỡ vô và lại dần máu bác con. So you put them everything in the water. Dần vô với máu bác con nhưng đã chỗ nóng tực dần đâm cung nhé. Put in the that hot water. Put all everything in one. And baby carrot. So just put like that. It's up to you, baby carrot, if you want to put on your vegetable broth, that's fine, but I would like to have carrot, it's very nice. So I use more. So you can use a whole carrot, but I don't have gold carrot, whole carrot, I use baby like this. So it's your choice. Bà con dân đã cà rốt phong, ok? Bà cà rốt dân pra mơm vía thông thông cà bàn đá. Bà sân là dân ạc miên à tội tội chết. Bàn tay nhông miên tà tội tội, so I use it. Now it's been cooked for 30 minutes. So now turn the stove off. And bật phleng chân tớ bà con dân cook vía tổng ở hà 30 minutes tí giấy. So remove all the vegetable out.
So this we don't need it, we can do composite. So dân cả và lại dân sao nó mong ôn dân ạ vô về tờ thơ hồ chi bán mong ôn. So just remove it like that and so we throw this on the compost. Your little turkey, my phone. So we cool the broth down about 30 minutes, 30 to 45 minutes. Young took our broth young, we the chicken, my phone, morning young chirrup cow. So in the meantime, when we are waiting for our broth to cool down, so we gonna go doing sterilize the jars. So tụi ai biết tới chuyện xong tới là lấy dân một sọc cái không bác con. Here's our jars. So I'm using the jar 30 ounces, 30 ounces mason jar. Prà cái khnạp thông đứng á bác con. Prà cái khnạp thông đứng mà với small mason jar with a small open mouth like this. Mặt khăn lơ viết tốt hay viên màu cho mùi nâng bật đập crop hay nâng bật đập mùi viên cho mùi phong đá. So when you do with the cold water like this, it take more time. This is the cold water. So wait until it's boiling, it's gonna take more time. So I would go 40 minutes. Bông bông là nếch nhóm chân chùm riêp tha bây giờ đã về sau hả lâu nên việc tự đâu tự chị ở lại tế việc toàn cái đau tế từ chỗ này dân từ đã cài nắng rập bị tự phù làng bị tự phù máu sau khi ở ban đọc trầm nhật tí rồi còn một thầy nhật tí bên tai ở lâu việc toàn phù tế từ chỗ này việc prao pe và liền tịch từ chỗ này bong ôn đã việc sai sập nhật tí cho đọc bài rập việc ban phù hài thế bong ôn là I'll see you after that. Now after the broth cool down, remove all the excess. So bắt đầu bây giờ thực dưỡng các bạn thực chế còn ba hái dưỡng vô việc ta tròn, ok? Hay vô cả đại vi chanh nấu xoay lắng vô chanh. So you need a strainer and a clean pot like this. That way you can transfer your broth over. So trâu ca cả trái hay nâng là chân nắng sát mũi bóng ổn hay dân chạy chỗ pour our broth in chạy vô chỗ chân nó bóng ổn. So you remove all access just like this, remove it away. Leave it aside and leave it aside and you wait to my doctor wait until our jar completely sterilized, then we can put it in. Tờ là cào dân sau hái á bông con bạn dân ảnh đã chồ bán. Here is our canning, so our jar. So now I remove it off. Chẳng giấy prap tha bằng phố và xong dân đã tự chị hãy đã viện đâm cho mũi cáo dân tra ca cầm đáy viên là hốt đó là prao là dựa phê là hà sập nhật tì và xong là dân prao tự cái đáy phê viên có phương phung chá hay dân đã cáo chốn dân sau viên tạm đọc prao nhật tì tế, ok bằng phố là dân vua viên tránh. So be careful guys when you using hot water, when you use sing hot water be caution, ok it's really hot. So it just
take off the hot water like this and set the jar aside. Just cool it down about 10 minutes. Giờ đã về từ chuyện tới 10 minutes. So before you put the broth in, now we boil the lid. So we have to boil the lid. Make sure the brown rubber here soft enough and it's easy when we seal it on the jar. Boil it about 5 minutes. Dân vô cổ bia nó màu sâu hết bóng phố nó ơi về à cao à chưa khăn nông nó ơi về tuần tới bây dân vô về mà cổ máu về bàn chịch lọ cho nên dân trấu sáng ngào về chùm luôn đập răm này tí đồng bây à cao nên à chua nâng về đi. Ok bóng phố. So here's our broth, it cool down enough. Lấy bóng phố đi tức lại dân. Ok. So lấy dân thua ca trọ về không cao. So now we are going to put it in the jar. So lâu dân trọ cáo á bông phố. So just like that. About 3 cups. So to fill up the jar. About 3 pênh á bông phố. Màu nông mà cáo nâng. We have 3 pênh. So I need a clean napkin. Khnyom trâu ka kadah saat muay ba bon. And you gonna clean on the top of the jar. Make sure that you don't have any liquid on the top before you seal it. So just clean it on the top like that. Clean all of them. Yeung saat vi mot kae ba bon kom ao vi mien na pala. Chịt sao mấy nâng bây dân cổp tới việc bán chịt lọ. So you have to inspect the inside. Make sure that there's no stain. If you see any stain, just remove it. Trong prap thả bóng phố nà. Còn nếu bà xa nào dân khơi miền trẻ ấy nâng khăn khăn nóng bóng phố. Còn prao về vô vi chanh tờ. I'm going to cap the lid. Lấy cái nhóm nâng cổp vía. So now I'm going to pick the lid up and your lid nước chanh máu bóng phố nằm dân vô vi macro. Put it on the top like that. Use the ring core on the top. And you do by high hand tight. Not really tight, just enough. Okay, bóng phố dân đã cổp nước chôn chanh máu hay dân rịch vía đợi tay nó cũng tăng phê bóng phố. Vô viết ta đã là ta sọc tực mà đoàn tiệt. Ok bác có đầm bày ai cà rốt nâng canh ta chịt bàn lọ. So I'm taking them to put in the boiling bath because I want the lid seal properly on the top of the jar. That way our vegetable broth can keep longer. So this recipe is really easy guys, you can do it at home. But again, don't forget to help my channel grow by subscribing to it. And don't forget, turn on your notification. You will receive more new posts of my recipe. Bong po'on mà đong tiết khnyom so mà bong po'on chui chật chiu ai phong. Hay bong po'on complete chui chật cần đắng. Đồng bay tự tuôn là mực mà hộp thamay thamay phì niên khnyom. Chà. Lấy khi nhóm nâng vô phụ kê đó. Ta đã sọc tức cái đây mà đoàn tiếp. Đồng bày ai cùng rộp nâng bàn chết lọ. So when we do bạc boiling, so we need a rag like this to put underneath. Dương trơ ca khnơ chân muối á bóng bóng. Nạ về vì crown chân máu. And so now pick up all the jar. Your tức vegetable broth dương nước máu. Đặt về chôn cho máu bông con.
chua chứ. So lay them like that. Only 6. So just put 6 for now. Rồi đặt vào phần mùi tế bằng con. Dừng đặt tức ở việc bình lờ cổ rộp nâng bằng con. Làm bày ở việc cổ rộp dừng nâng bị xìl. Làm bày cổ rộp ở cổ rộp dừng nâng bị chết. So you put water. So you have to put water above the lid. So let the lid when it's boiling, allow the lids more seal properly to the on top of the jar. And then you đã về tự coi về lịch cơ rốt tới bông bông tới dân ngào về tới về thôi ao nhà cơ rốt dân đến về cơ rốt chụp lỗ cho mùi nâng đọt cài quá bông bông boiling about 15 to 20 minutes. So dân đạm về phun một đoàn tiết là vì 15 tới 20 phút tí, ok bác con. I will see you after that. Chúc các bạn tới tiệt, ok bác con. So now turn on the stove. So remove it from the hot part. Lấy bác con dừng trâu sẵn về chân hái, bật lưng chọc tới. Pick it up like that and rest it for overnight. You will be tục về mà dục tới bằng phố nói về từ chuyện á. Yeah, this is it for vegetable canning guys. So thank you so much for watching and hope you guys have a great day. Rebiếp phở tức phá lái mình là phần nâng ái bằng phố. Ở cùng bằng phố chả đá đài bàn tôi là Song Lee Kitchen. So I want to tell you about the lid. So when it's sealed, completely sealed, when you press it down, cool down, and then you have to check the lid and you press it down and you see the sound here clicking. That means your lid's not sealed completely to the jar. Chong giấy prap tha bong phoon ba san tha tuk hai vi tia hai hay tau yeung chaik mơ a ka rop nung pa yeung chaik tau lu sa leng khluk khluk chanh mau nung ma nei tha ka rop yeung vi psa ot chet lo te doch bong phoon trau ta dak dam vi chou khnung tuk. When that case you hear the sound, please re-boiling. So about 15 to 20 minutes, repeat the process. So make sure that your cup completely sealed. So now still hot, you cannot check. Wait until it cool down and check, you will see. Now it's cool down enough. I want to check the lid. So you see the lid? The lid's not pop up. Cannot hear the sound. That's mean it feel properly. Bong phoon chang dai tha lau vi te chiet hai yeung choch vi mơ vi ot mean lue samleng ay te lau krob kai nu yeung nung vi phsa chit lo hai. So mean da pan nang ai bong phoon, okay. Okay, so final. So if you open it, you can keep in refrigerator from 5 days to 7 days. If you keep in the jar like this, so you can store in the pantry for 3 months. So trong chùm riêng tháp bóng ôn bà xanh là dường bạc việc chánh dường ạch đã nông tu tự có ác vì phạm ngay đồng phần ngay bàn. Ok, bà xanh là dường cổp chịp đã nông cài lưu chết cư dường ạch tục việc bàn là hột tập đó bày khai bóng ôn. So here's the final. It's the broth.